thiên thu xuân sắc tập thần tiên. Nhìn xiên tu
ngày sau trở lại Đại Liên để huynh em chị vui chung hồi này. Ai có biết tận miền đau khổ, hạ quân kỳ trói ruột bập ghen. Mẹ già nơi chốn cung phàng, lòng nào yên nghĩ trần gian khổ sầu. Điềm trời báo huỳnh long đầu trai, ắt vậy thời đăng hắc long. Huỳnh long đầu trai mất rồi, hắc long trồi dậy thảm sầu thế gian. Con phải chịu lầm than khổ ngày khắp nơi, nơi bão lũ thiên tai. Hắc long trồi dậy gây sầu, đàn con của mẹ thảm sầu lắm tai. Chào Bảo Liên, chào Ngọc Bích. Sao tháng ngày ai nằm tình dưỡng, nghĩ cuộc đời suy nghĩ nhiều hơn. Khi bất loạn mới biết tôi trung, nghĩ thầm trong dạ biết ai thương mình. Xin đáp tạ thịnh tình Phật tử, xin cảm ơn cao quý mọi người. Vậy tình vì nghĩa đạo hiền, gửi lời thăm hỏi minh duyên dày thời. Nguyện cố gắng đi quân ba mà tiếp phi, sẽ tu hành tinh đi tấn cần chuyên. Khi nào đắc được quả hiền, dắt diệu huynh đệ cung tiến quy hồi. Lại phát nguyện thà thân này nát, cùng để huynh chấp bi tá quân ba. Chừng nào tất cả quy hồi, trở về diệu điện đắp bồi phước duyên. Thầy chừng ấy minh duyên huệ nhẫn, nga dẫn diệu nhau trở lại cung. Khi còn huynh đệ khổ sầu, té nhào theo gót ngõ hầu cùng theo. Nguyện dắt dẫn để huynh chuyên cho, nơi mạng rồng mẹ đợi chờ trong. Thương ai yêu nghĩa ghi lòng, tình ân tình ai mà dương nghiệp trần. Biết đạo pháp con đừng buồn tôi, không giận hờn thương trách mà chi. Đau lòng của mẹ cũng lê, quyết tâm trở lại chiếu cung mẹ chờ. Chào Thảo Thu, chào Phúc Ngô, chào Ngọc Bích. Chào cô Phượng và Rịa.
lưng theo điện ngọc hoàng sách phan. Quân kỵ này phải định cho xong, người có thức tình tu hiền khỏi lầm ma quỷ đạo điên thân mình. Mẹ dòng to kim thoảng điện ngọc, nguyện ra tay cứu độ bạn lân. Hoàng bà cực khổ biết bao, các lần quỳ tâu nguyện xin cho trần. Xin cối lại ngọc hoàng thượng phụ, mẹ ra tay che chở đàn con. Làm sao bỏ trẻ cho đành, mẹ xin dương phụ cứu trần hàng ta. Biết ai cầu khổ khổ, biết quảng bà bao nỗi nhớ thương. Vì thương con dạy tại trần, cho nên cố gắng mạng rồng rắn tu. Cơ đạo pháp mẫu hoàng sắp rằng, ráng ai ơi bước gặn lên thuyền. Chớ là để mẹ chờ trong, chớ là huynh để chị em không về. Tình mẫu tử thiên liên mẹ nhắc, nghĩa thâm tình ghi tạc trong tâm. Quá kỳ đại hội cần kề, con ơi đức tình mau về cung diêu. Cảm ơn Phúc Ngô. Gà lạc mẹ chỉ còn mấy đứa, xe cánh ra che chở đàn con. Con ơi dù đổ bao la, ngoài kia chi xiết diều hâu rình mò. Lỡ sải bước gà con mẹ, mẹ đau lòng gian cánh vì con. Bởi con chẳng chịu nếp vào diều hâu, nó đớp không còn hồn linh. Biết cơ đạo con liền thức tỉnh, đừng như gà mất mẹ lạc bầy. Lạc bầy khó trở quê nhà, lạc bầy khó đặng mà về con ơi. Lỗ diều hâu ngày đêm chầu chật, nếu mẹ hiền quanh mặt làm ngơ. Gà con bị đớp tức thời, uổng công của mẹ cánh gian đợi chờ.
muốn về chốn cung Diêu Ngọc Điền, phải mở lòng quan hỷ nghe con. Sách son chữ đạo giữ tròn tình huynh nghĩa, để đau lòng nghe con. Chớ chia rẽ phách hồn tiêu mất, cố gắng lòng giữ giả trung trinh. Một lòng nhất nhất cầu sinh thầy con của mẹ hộ hình vẹn ngang. Chào cô Trịnh Tiền. Chào bà thầy Cào. Nghĩ ra quý Phật tử Minh Duyên mình cũng có nhiều tài năng, nhiều tài năng nằm trong lá ủ. Có cái tài, mong rằng đem cái tài đó ra phục vụ cho chúng sinh, để cho mọi người được bình an khỏe. Chào cô Bích Liên chở gạo. Mọi con, mọi đứa, mọi nơi, mọi người tại đỉnh thiên cao sắp bài. Con của mẹ mô thì sau này mới đặng hiền chính, ngày sau bao đáp màu hoàng về cung bạch tê ngọc tấu trình hoàng nương. Mừng cho trẻ biết đường đạo pháp, thẳng con đường tranh pháp tuân y thanh giáo diệu trì, ngày sau công quả mẹ thì thượng ban. Như ngọc bích ở miền Phan Thiết, đồng vợ chồng chi huyết xiên tu, như là đôi bạn thâm tình diệt thành việc ca đạo chu toàn cho xong. Dân lệnh mẹ tay cầm ấn lệnh, phất cờ hồng cuối độ các lần. Nơi nơi xứ xứ thì trần, bà con Phật tử xa gần giữa nước, ấy là trẻ lập công bồi đức, thì sau này tên tuổi sáng trưng. Cũng như con trẻ Bích Liên ở miền chợ gạo Tiền Giang ấy mà, bao năm tháng ẩn giấu
danh ẩn tích, không cần chi danh lợi thế trần. Một lòng vì mẹ sắc son ra tay cuối độ thần dân quân kỳ. Khắp vì ba tâm gần xa thương mến, chỗ tại hiền của bình ba gia. Bình này bình của người ta quên ba mạng pháp sanh ra bình này. Nguyện cứu độ trần học ba tâm, để dương trần con trẻ biết tu. Độ an ba tâm đi khắp trần dẫn dắt huynh để trở về cũ ngôi. Rồi cô tám lòng tiên thi chủ ở kiến tường tinh lỵ long an, mở ra kim thất đạo tràng cùng vì ba tấm sành hồng biết tu. Nguyện tu độ trần gian chuyên chót, ai khôn thời trở lại kim giai, ai ngu phải chịu đọa đài quân ba chiến nghi chót đò chiều là đây. Cùng linh nị tử để huynh xa đằng, khắp nơi nơi biết đi tiếng thương mình. Thuyền nan một chiếc chu toàn long tiên cô tám tròn tình thủy chung. Ai biết đạo quay về với mẹ, mở vòng tay rộng mở cô liền. Dù cho gian khó chẳng phiền, miệng sao huynh để đặng miền quyết tu. Cơ đạo pháp dễ gì có đặng, chúc thiên tân mây chữ an lành. Cơ trời đặng lĩnh diêu cung làm tròn Phật sự tổ thầy thương cho. Ân đức thầy bao la rộng lớn, thầy thiên tân cố gắng tu hiền. Trẻ mà biết đặng đạo tiên Phật trời cố gắng sửa sang tâm mình, rồi dẫn dắt để huynh chuyên vui. Dù cuộc đời bảy nỗi ba chìm, thương sao sống gần ba đạo quyết tâm. Bất thôi ngày sao nên người, cơ đạo pháp xây sàn chọn lựa. Chọn con ngoan hiếu thảo tu hiền, trước là sửa lấy thân mình, sau thì ba tánh về tình thị chung. Đạo của mẹ thơm thang sống mở, đạo của thầy hỷ xa từ bi. Chú toàn thầy mẹ cung di, ngày sau thì đặng hiển dinh vô ngần.
Trời ơi, buổi trưa livestream giờ này là 9:40, hồi nãy giờ chỉ được có 7 người xem livestream. 7 người bao gồm Ngọc Bích, Bùi Lan, Trịnh Tiền, Tám Cô, Cô Phượng, Thiên Tân. Là 7 người. Hiện giờ có được 7 người, 7 người linh tử chờ nghe đạo hiền. Chào Phan Trang. 7 người linh tử ngồi xem minh duyên huệ nhận bài khai đạo. Chào cô Thúy, chào cô Thúy Lê. Chào Kim Định. Lâu không có lên livestream cho nên mạng Facebook nó chặn bớt người xem là sao. Hay là đường điện của chùa không có ổn. Bữa nay kêu thợ điện thay dây điện từ đồng hồ vào trong nơi cầu giao điện trong chùa. Hồi xưa giờ xài điện có 1.8 cộng dây điện 1.8 à. Bây giờ cố gắng thay dây 700 kéo từ đồng hồ điện ở ngoài đường á, cột điện ngoài đường kéo vô tới cầu giao trong chùa. 80 thước dây. Bây giờ kéo điện từ ở ngoài cổng trụ điện ở ngoài đường kéo vô trong chùa là 80 thước dây, mà điện dây điện 700. Hồi trước giờ xài có 1.8 cho nên điện nó yếu xài không được. Ở chùa có chút xíu vậy mà xài được cái này thì không xài được cái kia. Chỉ mong cầu trời Phật thương mới mốt về nhận để dành tiền mua một cái ổn áp 50 kg, ổn áp lông đất 35 triệu. Nếu mà chùa Vinh Viên mình có được cái ổn áp 50 kg nữa thì điện mới ổn. Chứ bây giờ xài điện nhà nước thì nó yếu xìu, không có ổn áp. Điện lúc có lúc không. Để mở cái máy lạnh thì phải tắt cái máy giặt, mà mở cái máy nước nóng thì phải tắt bớt cái khác. Chỉ mơ ước thôi nha, chứ không có kêu gọi nha quý Phật tử. Chỉ mơ ước thôi. Mai mốt ai thương thương cho thì quý nhận để dành. Mua cái ổng áp 50 kg để mỗi khi lễ lạc cúng ở chùa không có bị mất điện. Mỗi lần chùa cúng mà hát nghiêm điện vô cái là nó tắt điện, cúp điện, quá tải. Bây giờ trước tiên là thay cái đường dây điện 700 cộng dây điện 700 từ ở cột điện vô tới cầu giao trong chùa. Bánh ít lột lần, mình từ từ, mình làm cứ từ từ, tất cả đều từ từ. Từ từ rồi mọi việc cũng xong. Có tâm vì Phật vì trời, có tâm vì mẹ Tam Tòa xót thương. Chỉ mong sao quyền di đạo pháp được ân lành ba tánh thập phương.
chỉ mong Phật tử con hiền quên ba trở lại kiếm tìm mẹ cha. Người biết sửa biết tu đạo pháp vui chi bằng con mẹ thiên liêng. Trở về gốc cội thiên liêng mẹ mừng mẹ tội gì con trưởng thành. Hôm nay con Thúy Lê không đi làm à. Chào Tiền Nguyễn. Cũng rất nhiều người đang xem livestream mà nó báo có 7 người ha, ngộ ha. Mình ít lên livestream á cho nên nó chặn bớt của mình. Dạ thôi, buổi sáng livestream tới đây thôi, mình ngưng lại nha mọi người nha. Mọi người làm việc đi, rảnh rảnh này livestream nữa. Cảm ơn, bye bye.